Xin chào. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tải cái bìa đĩa của cái game Xbox 360 và thì bình thường á là mình tải cái game về mình bỏ vào trong USB xong sau đó mình sẽ copy vào trong máy Xbox 360 á. Thì sau khi mà máy nó scan xong á thì sẽ có một số cái game nó không hiển thị cái bìa đĩa. Thì có một số bạn hỏi xem là cái cách tải như thế nào thì sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Vì đầu tiên á là các bạn cần phải kết nối internet. Đây. Các bạn vô phần setting cho mình. Đó. Thì máy nó hỏi là mình có muốn thoát vào mình setting không thì mình bấm, bấm nút home này nha. Bấm nút home nè. Rồi, mình chọn sang phần bấm nút trên đầu nè. Đó, mình bấm sang phần system setting. Rồi, mình bấm yes. <laughs> Rồi sau đó các bạn chọn cho mình cái phần network setting. Rồi các bạn tiến hành uh, kết nối Wi-Fi hoặc là có uh, sử dụng dây LAN đó thì cái này mình để kết nối xong rồi thì bây giờ mình sẽ thoát ra ngoài đó mình lại tiếp tục bấm nút home để trở về giao diện chính xong mình chọn cái aurora thì có hai cái giao diện của xbox 360 h đó là aurora hoặc là freestyle 3.0 thì cái mình hay xài nhất đó là cái aurora này mình thấy nó rất là mượt và dễ sử dụng hơn cái freestyle đó thì bây giờ sau khi máy đã kết nối wifi xong thì bây giờ các bạn làm cái việc này cho mình các bạn thấy ở trên cái màn hình đó, nó có chữ y nè detail nè đó thì các bạn bấm cho mình chữ y rồi, sau đó các bạn bấm xuống cái dòng. Đó. Các bạn bấm xuống cái dòng có cái chữ có cái hình có cái hình như này nè. Đó, các bạn bấm nút Đó, các bạn, các bạn bấm sang trái sang phải nha. Đây này các bạn nhìn nè. Các bạn bấm sang trái cho mình nè. Đây, đầu tiên là nó vô cái mục các bạn chọn đến cái mục này cho mình đó cái mục nó có chữ review đó xong các bạn bấm sang bên trái thì nó có screen capture có nghĩa là chụp màn hình nè các bạn bấm thêm nữa cái là refresh nè các bạn bấm thêm một cái nữa thì nó sẽ ra là download cover thì các bạn chọn cái mục này cho mình mình bấm chữ a nha đó thì nó sẽ hiển thị ra nó tải trực tiếp trên mạng nha rất là nhiều cái bìa đĩa các bạn thích cái bìa đĩa này thì các bạn chọn cái bìa đĩa đó đó ví dụ như mình thích cái bìa đĩa này à, mình chọn bìa đĩa này rồi thì các bạn thấy là the cover ebin download có nghĩa là cái cover này đang tải về rồi đó thì đây chính là cái bìa đĩa mình vừa mới tải về xong và rất nhiều game khác các bạn có thể đổi bìa đĩa ví dụ như tom rider nha mình cũng làm lại như vậy mình sẽ bấm nút y nè rồi sau đó mình chọn xuống phía dưới đó các bạn chọn xuống đúng cái mục này chữ review đó, đó các bạn thấy chữ review các bạn bấm sang trái cho mình đó rồi nó thử nó sẽ hiển thị chữ download cover các bạn bấm chữ a à. rồi ở đây cũng có rất là nhiều bì đĩa ha. Đó, ví dụ như có bì đĩa này hoặc là bì đĩa này tùy các bạn. Đó, ví dụ mình thích cái bì đĩa cũ của mình nè, các bạn nhìn bên trái nè, Đó là có nhân vật nữ đang đứng ở trong tư thế đó thì bây giờ mình sẽ chọn cái khác nè. Rồi, mình chọn cái hình khác. Đây. Chọn lúc này đang bắn cung đi. Rồi, sau đó làm sao? Đang tải về rồi thì sao? Mình bấm nút B để mình thoát nè. Rồi các bạn chờ xí Các bạn thấy nó thấy không? Ở dưới góc bên phải nó có chữ uh, download đang xử lý đó. Thì bây giờ cái bìa nó đã thay đổi rồi. Bây giờ mình muốn thay đổi sang bìa khác thì sao? Mình lại tiếp tục. Đó, mình chọn mục này. Đó, mình bấm sang trái nha, bấm nút sang trái nha. Đó. Đó, xong rồi mình chọn Download Cover. Thôi mình không thích cái bìa này nữa, mình lại thay lại cái bìa cũ nha. Đó, mình chọn cái bìa này. Rồi, là nó đang tải về rồi nó xong rồi mình bấm B thoát ra ngoài. Bạn chờ xí là tự nó động nó thay đổi cho mình luôn. Rồi, các bạn hiểu chưa? Đây chính là cách thay đổi cái bìa của cái game mà mình muốn chơi trên Xbox 360 đó mình thích bìa nào tám được ví dụ mình thử lại cái này nữa đi ha một cái nữa đi đó mình cũng di chuyển xuống nè để cho cái, cái, cái màu xanh nó hiển thị xuống cái mục đó đây là mình chọn download cover rồi đó mình thích chọn ai cũng được có rất là nhiều bìa địa đúng không đó cái này là toàn là custom có nghĩa là người sử dụng người ta tạo ra cái bìa đĩa này đó đó rồi như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách là download cái bìa đĩa của Xbox 360 về trong Aurora. Còn cái Freestyle thì nó cũng tương tự như vậy, nó không khác gì hết. Bạn cũng chỉ chọn cái mục là Download Cover, thế là xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.